Chúng tôi bắt đầu từ Cần Giờ đi qua Vũng Tàu. Anh đi Vũng Tàu đúng không? Dạ, bây giờ mình đi Vũng Tàu. À rồi. Mình đi đâu? Phòng vé anh mua xe của anh đi. Ừ. Ok. Mình bắt đầu là đi mua vé rồi đi qua phà nha các bạn. Đoàn xe của tụi em lại bắt đầu trên con đường. I got the talk. Thì bây giờ bắt đầu đi qua phà nha các bạn. Thực sự khi mà đến Cần Giờ xong á, mình không phải quay lại Sài Gòn để đi Vũng Tàu nữa, mà mình đi một con đường tắt các bạn ơi, bắt một cái phà đi qua Vũng Tàu luôn. Take cái ferry này khoảng 30 minutes là mình đi tới Vũng Tàu, là mình có thể ăn chơi nhảy múa các kiểu overnight ở đó được rồi. Cái ferry này cũng lớn hơn cái hồi nãy. Vé đi qua từ Cần Giờ đi qua Vũng Tàu có phà là 70.000 đồng một người. Có một chiếc xe nữa nha. Xe là tốn tiền mấy trăm ngàn đó. Xe là 350. Chạy xuống dưới đứt lên rồi. Anh ơi. Chạy xuống dưới là còn xe đứt lên nữa là đi kiểu gì vậy? Ngồi đó mình chạy ngược lên đây. Vậy nó chỉ có một đầu dô thôi. Và đi ra bằng cái đó. Sorry, ho quá. Thường là mình có ferry là mình đưa cái đầu vô xong rồi đi ra luôn. Thế mà cái ferry này nó hơi ngộ. Nghĩa là no exit. Rồi các bạn nhìn thấy không? Xe nào cũng phải re ra, cái này nó hơi bất tiện. Hơi rối. Này thử tay lái của mọi người luôn đó. Lái mà rồm rồm là đi luôn đó nha. Đi xuống sông bơi luôn á. Ủa sao đứng đó rồi? I don't know. Xí, rồi bây giờ đến lượt cái xe này. Bắt đầu. Bắt đầu. Trên xe của em hôm nay có một anh gọi là tài xế. Mới mướn được. Đẹp trai vô cùng luôn. He came from Melbourne, Australia. Ok. Dạ đây anh tài xế đây ạ. Chỗ nhìn thấy tay rồi, tattoo này. Tụi em không có sợ gì hết đó. Hai đứa em là không có sợ ai ăn hiếp hết trơn á. Ăn thì được chứ hiếp là không được rồi nha. Một đứa from Canada, một đứa from Australia. Yes. Đây là toàn cảnh của cái ferry này nha các bạn. Hôm nay ferry này cũng không có đông nhiều lắm. À nó luôn rồi đó hả? Cái dãy núi đó đó hả? À giống tàu ở xa xa kia kìa quý vị ơi. Biển đẹp quá hả? Đó đi ra tới đây nhìn là thấy rất vui vui rồi ha. Đẹp ạ. Đi lên, đi lên. Đi lên, đi lên. Xuống khóa xe đi em. Khóa xe mình lên cho mình ngồi. Anh quay phim không? Quay phim. Anh quay phim đi. Ngồi dưới đó. Nha. Anh quay cho dâm dùm nha.
trước khi phà đi nha. Là mình có cái chỗ để mình ngồi relax trong 30 minutes, các bạn không có cần phải ngồi trong xe được ha. Nhìn này mọi người, trên ferry này đó, hoa hậu Anh Thư nè, Miss Ngọc nè, ok quá vui luôn nè. Chú lái tàu, chú lái phà, thuyền trưởng, thuyền trưởng, ủa ai nữa.
đó, nguyên một cái ferry nó chạy cho quý vị. Gia đình đi chơi luôn, gia đình đi chơi là vui nhất. Family trip. So Vancouver thì nó quá nhỏ luôn, nhưng mà đi để trải nghiệm thôi. Very fun. Để đổi đua xe đạp. Ok, thì mình sẽ walking nhé. Rồi. Chào anh nha. Vũng Tàu.